bắp bò. Bà con đã biết bắp bò hết phải không bà con? Bắp bò là nó tốt cho sức khỏe vô cùng. Ai ăn bắp bò cũng được tốt. Nhưng mà riêng có một số người thế này ăn bắp bò không tốt. Đó là số người không nên ăn bắp bò. Không nên ăn bắp bò. Không nên ăn bắp bò và thịt bò. Bắp bò vào buổi tối. Không nên ăn thịt bò và bắp bò vào buổi tối. Vì làm cho gan hoạt động nhiều, tăng lượng đường trong máu. Nó tăng và nó làm nên tiểu đường. Nó làm cho thừa cân. Nó làm cho rối loạn mỡ máu, bệnh gút, đái tháo đường, vết thương quá chưa lành. Vết thương còn chưa lành nhưng mà con cũng không nên ăn, chứ không phải ăn được đâu nha. Nên bỏ gốc ăn bò tái, không ăn cùng thủy hải sản đang tái tàn nhang. Không ăn cùng hải sản đó và đang nấm tàn nang, tàn nhang. Uống rượu có hại cho răng lợi. Bắp bò, thịt bò, một ngày ăn 60 gram, ta ăn 6 ngày, ta phải nghỉ một ngày. Đó là bắp bò nha bà con. Bắp bò nó tốt vô cùng, nó tốt vô cùng cho sức khỏe, vì nó làm tăng cơ bắp, tăng cường sức khỏe, có thể khỏe mạnh. Nó làm tốt, nó tăng cường cho miễn dịch, phục hồi cơ thể, chống oxy, gác mô tổn thương, giúp cho giảm béo, giảm mỡ, bổ sung máu và căng cung cấp năng lượng. Tốt bà con ha. Kênh chúng tôi là chuyên nói về video nào cũng vậy. Một ngày chúng tôi có 4 video nói về đời sống và sức khỏe. Bệnh gì, nên ăn gì và kiêng gì, cử gì, ăn uống sao. Cho nên bà con thấy kênh sức khỏe của chúng tôi thì bà con vui lòng chia sẻ đến mọi người để mọi người cùng biết nha bà con. Và đồng thời chia sẻ mọi người để mọi người khỏe mạnh. Và đồng thời đăng ký để ủng hộ chúng tôi. Bà con ơi, chúc bà con ta vui, trẻ, khỏe, đẹp. Nào nào, xin chào.